giảm quý thứ ba liên tiếp, lợi nhuận cũng dần teo tóc. Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc vừa công bố các số liệu tài chính quý 2 và 6 tháng năm 2019. Theo đó, doanh thu quý 2 của cả tập đoàn Samsung là 49 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế là 4,52 tỷ đô la Mỹ, giảm tới 53%. Sau 6 tháng, Samsung đã thu 94,7 tỷ đô la Mỹ và lãi 8,92 tỷ đô la Mỹ, giảm lần lượt 8,8% và 55%. Theo quan sát Lợi nhuận Samsung giảm mạnh chủ yếu do doanh thu giảm, nhưng giá vốn sản xuất và các loại chi phí cùng tăng cao. Các chuyên gia cho biết, Samsung gặp nhiều khó khăn do giá chip nhớ sụt giảm, đồng thời chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Tại Việt Nam, cảnh doanh thu và lợi nhuận cùng giảm cũng diễn ra. Trong quý 2 năm 2019, tổng doanh thu của bốn công ty Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 362.000 tỷ đồng và là quý giảm thứ 3 liên tiếp. Đối với lợi nhuận, Samsung lãi khoảng 16,6 nghìn tỷ đồng thấp hơn rất nhiều so với các quý trước, và chỉ cao hơn so với quý 4 năm 2018. Trong cơ cấu doanh thu 4 công ty tại Việt Nam, Samsung Thái Nguyên vẫn là đầu tàu tăng trưởng và lập kỷ lục mới về doanh thu khi đạt khoảng 185.000 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu Samsung Bắc Ninh lại giảm so với quý trước, đạt 88.000 tỷ đồng. Về phía lợi nhuận, cả Samsung Thái Nguyên và Samsung Bắc Ninh trong quý 2 năm 2019 đều giảm lãi khoảng 50% so với quý 1, đạt lần lượt 8,7.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng.